Mới đây, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Chợ phiên OCOP Hải Phòng, phát trực tiếp giới thiệu quảng bá nông sản và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử qua nền tảng mạng xã hội. Chợ phiên OCOP Hải Phòng đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Các bạn trẻ đã phát trực tiếp quảng cáo giới thiệu bán các đặc sản nổi bật của Hải Phòng như nước mắm, chả chìa, gạo ruộng rươi, mật ong hoa rừng ngập mặn. Trên cái kênh TikTok bán hàng này tôi được biết là hiện nay là gần như là một cái gian hàng di động vậy. Người ta ngồi nhà, người ta có thể là mua được hàng, đưa cái hàng hóa của chúng tôi đến được với lại giới trẻ và những người không muốn đi chợ mà người ta có ở nhà, người ta có thể mua được những hàng chất lượng đảm bảo uy tín. Livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP trên nền tảng TikTok hiện nay sẽ thu hút được rất nhiều các bạn trẻ và nhân dân trên toàn quốc biết thêm về các sản phẩm OCOP của thành phố Hải Phòng. Qua đó thì sẽ thu hút nhiều hơn nữa các bạn trẻ và nhân dân trên toàn quốc về với Hải Phòng, yêu Hải Phòng và sử dụng các dịch vụ của thành phố Hải Phòng. Sau hơn 4 giờ bán hàng trực tiếp trên mạng xã hội, chương trình đã tiếp cận được hơn 570.000 lượt xem, tổng doanh thu bán hàng đạt hơn 750 triệu đồng. Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thúc đẩy phát triển sản phẩm số, ứng dụng thông minh, hỗ trợ đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên phát triển kinh tế lên sàn thương mại điện tử và tập trung triển khai mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên.